Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 5 của olm.vn. Các con thân mến, từ bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề mới, đó là chủ điểm nam và nữ. Những bài học trong chủ điểm này sẽ giúp các con hiểu biết về sự bình đẳng nam nữ và vẻ đẹp riêng về tính cách của mỗi giới. Chúng ta vào bài tập đọc đầu tiên trong chủ điểm này, tập đọc Một vụ đắm tàu. Trong bài tập đọc mở đầu, các con sẽ được làm quen với hai nhân vật tiêu biểu cho hai giới. Đó là cậu bé Mario mạnh mẽ, cao thượng và cô bé Julieta tốt bụng, dịu hiền. Chúng ta hãy cùng xác định cho cô mục tiêu cho bài học này nhé. Sau bài học, cô hy vọng các con sẽ đạt được 3 mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Về mặt kiến thức, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Đọc và tìm hiểu đoạn trích này, chúng ta sẽ đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài. Cộng thêm đó, rèn luyện kỹ năng đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài. Còn về thái độ, sau khi học bài này, cô hy vọng rằng các con sẽ biết quý trọng tình bạn của mình. Chúng ta vào phần đầu tiên, luyện đọc. Đoạn trích như sau. Trên chiếc tàu thủy rời cảng Liverpool hôm ấy, có một cậu bé tên là Mario khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Mario quen một bạn đồng hành. Cô bé là Julieta, cao hơn Mario. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Mario không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng. Đêm xuống, lúc chia tay, Mario định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Julieta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Mario, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc, băng cho bạn. Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên, những đợt sóng khủng khiếp phá thủng tân tàu. Nước phun vào khoang như vòi rồng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn, quang cảnh thật hỗn loạn. Mario và Julieta hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn, nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm. Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống, ai đó kêu lên, còn chỗ cho một đứa bé. Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra. Đứa nhỏ thôi, nặng lắm rồi, một người nói. Nghe thế, Julieta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng. Một ý nghĩ vụt đến, Mario hét to, Julieta, xuống đi, bạn còn bố mẹ. Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Julieta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng. Chiếc xuồng bơi ra xa. Julieta bàng hoàng nhìn Mario đang đứng bên mạn tàu, đầu ngẩng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu. Vĩnh biệt Mario. Đoạn trích này của tác giả Amici. Trong đoạn trích, chúng ta cần có những chú thích cần lưu ý như sau. Thứ nhất, Liverpool là một cảng của nước Anh. Chú thích thứ hai, bao lơn được hiểu là phần sàn tàu có lan can bao quanh. Bên trong này chính là phần sàn tàu, còn bên ngoài phần mũi tên đây chính là lan can bao quanh phần sàn tàu đó. Chúng ta hãy cùng theo dõi hình ảnh được chú thích trong sách giáo khoa. Nhìn vào hình ảnh này chúng ta có, đây chính là cậu bé Mario còn đang ở trên chiếc tàu bị đắm. Còn đây chính là cô bé Julieta sau khi đã được đưa lên chiếc xuồng cứu hộ, vẫy tay chào người bạn đã hy sinh sự sống cho mình. Cả hai người bạn này đều là người Italia và trên chiếc tàu rời cảng Liverpool, nước Anh để về lại Italia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết tác phẩm. Cô sẽ chia đoạn trích này thành 3 phần để chúng ta dễ tìm hiểu, đó là hoàn cảnh của chuyến đi, diễn biến vụ đắm tàu và cuối cùng rút ra cho cô nhận xét về hai nhân vật chính trong tác phẩm. Chúng ta vào phần đầu tiên, hoàn cảnh của chuyến đi. Con hãy nêu cho cô hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Mario và Julieta bằng cách chọn đáp án trong câu hỏi sau. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã trả lời đúng trong câu hỏi vừa rồi. Chúng ta thấy rằng hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Mario và Julieta như sau. Mario vì bố mới mất cho nên cậu bé về quê sống với họ hàng. Còn phần Julieta, cô bé đang trên đường về nhà để gặp lại bố mẹ.
Hai người bạn ấy đã gặp nhau trên chuyến tàu và đã làm quen, thân thiết với nhau. Nhưng trên con tàu trở về Italia của hai bạn nhỏ, cơn bão bất ngờ ập đến dẫn đến đắm tàu. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai của mục tìm hiểu chi tiết diễn biến vụ đắm tàu. Câu chuyện cho chúng ta biết những chi tiết đầu tiên về dấu hiệu của cơn bão và hành động của Mario cũng như Giulietta. Cơn bão xảy ra vào thời gian là khi đêm xuống. Lúc này, Mario định chúc bạn ngủ ngon. Nhưng một ngọn sóng lớn ập tới xô Mario ngã dúi. Vậy, trong hoàn cảnh ấy, Giulietta đã chăm sóc Mario như thế nào khi bạn bị thương? Ngay trong đoạn trích sách giáo khoa, các con cũng có thể tìm được chi tiết. Khi Mario bị thương, Giulietta đã hoảng hốt chạy lại, rồi lại quỳ xuống bên Mario lau máu trên trán bạn, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn. Thế rồi, tai nạn bất ngờ xảy đến. Hình ảnh cơn bão được miêu tả. Cơn bão dữ dội ập tới. Sóng lớn phá thủng thân tàu. Nước phun vào khoang như vòi rồng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con tàu chìm dần giữa biển khơi. Nước ngập cả sàn tàu với một quang cảnh hỗn loạn. Trước tai nạn đó, phản ứng của Mario và Giulietta như sau. Hai bạn đều dùng hai tay ôm chặt cánh buồm và khiếp sợ nhìn mặt biển. Hơn 2 tiếng trôi qua, mặt biển yên hơn, nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm. Trong hoàn cảnh đó, xuất hiện đội cứu hộ và chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Trên chiếc xuồng đó, chỉ còn một chỗ trống cuối cùng cho một đứa bé. Cả hai người bạn đều sực tỉnh và mong muốn được thoát khỏi hoạn nạn. Nhưng khi người trên xuồng kêu lên chỉ nhận đứa nhỏ hơn, và đứa nhỏ hơn chính là Mario, thì chúng ta thấy Giulietta sững sờ buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng. Còn phản ứng của Mario ra sao? Con hãy trả lời câu hỏi Mario phản ứng thế nào khi những người trên xuồng muốn nhận đứa bé nhỏ hơn là cậu bằng cách tương tác với OLM trong câu hỏi sau đây nhé. Chúng ta thấy rằng khi Giulietta sững sờ buông thẳng đôi tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng, Mario thấy thế và cậu bé có một ý nghĩ vụt đến. Cậu hét to lên, Giulietta xuống đi, bạn còn bố mẹ. Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giulietta, thả xuống nước. Vậy, theo con, quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Mario nói lên điều gì về cậu? Với những hành động của Mario này, chúng ta có thể thấy cậu bé là một người có tâm hồn cao thượng. Cậu bé sẵn sàng nhường sự sống cho bạn, hy sinh bản thân mình vì bạn. Cuối cùng, khi Giulietta được lên xuồng, chiếc xuồng bơi ra xa, Giulietta bàng hoàng nhìn Mario đang đứng bên mặt tàu, đầu ngẩng cao, tóc bay trước gió. Cô bé bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu, vĩnh biệt Mario. Với một loạt những diễn biến này, câu chuyện cũng cho chúng ta những nhận xét về hai nhân vật chính, đó là Mario và Giulietta. Nói về Mario, chúng ta có thể thấy rằng đó là một cậu bạn trai rất kín đáo khi giấu nỗi bất hạnh của mình, không kể với ai. Đồng thời, cậu bé cũng rất cao thượng khi nhường sự sống của mình cho bạn, khi hy sinh chính bản thân mình để cứu bạn. Còn Giulietta là một cô bạn gái tốt bụng, giàu tình cảm. Cô bạn ấy đã rất hoảng hốt, lo lắng khi thấy bạn của mình bị thương. Đồng thời, cũng rất ân cần, dịu dàng chăm sóc cho bạn. Và cuối cùng, cô bạn ấy rất quý trọng tình bạn. Cô bé đã khóc nức nở khi nhìn thấy Mario và con tàu đang chìm dần. Nói như vậy, Mario mang những nét tính cách điển hình của nam giới, còn Giulietta có những nét tính cách điển hình của nữ giới. Chúng ta đều là học sinh. Ngay từ nhỏ, các con hãy có ý thức rèn luyện để là nam thì phải trở thành một cậu bé mạnh mẽ, cao thượng. Là nữ thì hãy trở thành một cô bé dịu dàng, nhân hậu, sẵn lòng giúp đỡ người khác nhé. Cuối cùng, từ câu chuyện này chúng ta rút ra phần tổng kết. Câu chuyện đã ca ngợi tình bạn giữa Mario và Giulietta. Giulietta là một cô bé ân cần, dịu dàng. Còn Mario là một cậu bé với đức hy sinh cao thượng. Qua câu chuyện này, cô hy vọng rằng các con hãy rèn luyện cho mình những tính cách đặc trưng của nam và nữ.
Đồng thời, các con hãy trân trọng những tình cảm bạn bè mà mình đang có nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.